Hey, hôm nay chủ nhật mình cũng chỉ có ở nhà mình đi Instagram chơi. Rồi sau đó mình thấy bao nhiêu bạn like vì thích ảnh của mình, thích quá, vui vẻ quá, cũng đi Instagram cũng rất là vui. Nhưng mà ở ngoài thỉnh thoảng có bao nhiêu người chỉ có biết nói xấu mình thôi mà biết chê mình ấy. Riêng cho mình không sao, bởi vì riêng tôi là cái người rất là tự tin. Tôi đến cái tuổi rồi tôi biết tôi là ai rồi, bởi vậy tao không cần nghe mày nói cái gì, tôi biết là tao đẹp vì tôi là rất là hiền và dễ thương. Tao không cần mày mày chê, mày cũng không làm đau cho tao. Riêng tôi chỉ có thấy tội cho cái người mà không tự tin. Người mà không tự tin là chuyên là người nói xấu nhất. Riêng cái người mà mồm thối như vậy ấy, chỉ có biết nói thôi, tại vì ở trong đời nó cũng chả ra gì đâu. Bởi vậy hôm nay tôi sẽ dạy các bạn mà ghét mình một cách để sống đỡ hơn chung với nhau. Mồm thối vậy thì đánh răng đi. Có bao nhiêu việc để làm, dọn nhà cửa đi, đi tắm đi. Mồm thối vậy thì đánh răng đi. Có bao nhiêu việc để làm.